Hoa Kỳ đã có thông báo gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với gỗ rán cứng từ Việt Nam. Theo đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ dự kiến ban hành kết luận cuối cùng vào ngày 17 tháng 10 năm 2022, thay vì ngày 20 tháng 4 năm 2022 như thông báo trước đây. Đây là lần gia hạn thứ ba của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đối với nội dung này. Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, vụ việc trên được Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra về phạm vi sản phẩm và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan đã phối hợp trả lời các bản câu hỏi do Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra để xác minh làm rõ vụ việc, đồng thời cũng có các hình thức trao đổi đối thoại về phía Hoa Kỳ hiểu rõ về ngành sản xuất chế biến gỗ của Việt Nam. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cũng đã hợp tác với Bộ Thương mại Hoa Kỳ để chứng minh hoạt động sản xuất, xuất khẩu của mình không nhằm lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị để đảm bảo lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm gỗ rán cứng sang Hoa Kỳ, các doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc, hợp tác đầy đủ với Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong quá trình điều tra, liên hệ với Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.